Lời nhắc nhở cho loài người từ sao hỏa, sao kim và một vị thần cây. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2021, Ngài Thanh Hải Vô Tình Sư kính yêu nhất đã nhân từ dành thời gian từ kỳ bế quan chuyên sâu của Ngài cho thế giới chúng ta để gọi cho các thành viên đội ngũ truyền hình Vô Tình Sư lần nữa và đọc từ kho tàng truyện dân gian Do Thái do Nguyễn Ước biên soạn. Hai truyện được sư phụ ân cần phiên dịch, Mười Giới Răng và Moses và Lũ Kiến, đã minh họa những bài học quý giá, chẳng hạn như sức mạnh của cộng nghiệp. Khi bắt đầu hội thảo, nhiều câu hỏi từ các thành viên đã được sư phụ kính yêu, từ ái trả lời. Thưa sư phụ, gần đây trong bản tin có một suy đoán nào đó về sự tiếp xúc của chính phủ với người ngoại tinh, hoặc liên đoàn Ngân Hà. Ngoài ra, ngày càng nhiều tường trình về UFO. Dường như họ muốn nói với chúng ta điều gì đó. Sư phụ có biết họ muốn nói với chúng ta điều gì không ạ? Ồ, đúng vậy. Họ đã bảo chúng ta qua bao thời đại rồi. Họ đã nói với chúng ta từ lâu lắm rồi. Có lẽ tôi đã viết xuống. Thông điệp của họ là như thế này. Mảnh giấy đầu tiên tôi viết là đừng tạo từ trường hủy diệt tựa chiến tranh, phủ định, hung hăng khắp thế giới của quý vị. Và mảnh giấy thứ hai tôi đã ghi xuống, nói đừng hung hăng phá hủy thế giới hòa bình, thế giới sống. Tôi đoán ý họ là đừng phá hủy thế giới của mình một cách mù quáng, phải tạo hòa bình trên thế giới và đừng hủy hoại đời sống. Thông điệp của họ ngắn gọn. Và mảnh giấy thứ ba ghi rằng đừng sát hại sinh linh của thế giới quý vị. Và mảnh giấy thứ tư tôi có đây là đừng hủy hoại đời sống của quý vị. Từ mảnh giấy đầu tiên đến mảnh giấy thứ tư này đều từ cùng một tinh cầu, sao hỏa. Và bây giờ từ sao kim. Thông điệp đầu tiên, đừng phá hủy thế giới của quý vị. Thông điệp thứ hai, đừng sát hại chúng sinh. Và thông điệp thứ ba, đừng hủy hoại đời sống trên thế giới của quý vị. Thế thôi, từ sao hỏa và từ sao kim. Bốn thông điệp đầu tiên là từ sao hỏa và ba thông điệp sau là từ sao kim. Tất nhiên, họ gửi nhiều thông điệp hơn nhưng hầu như lúc nào cũng tương tự, nên tôi chỉ ghi xuống bảy thông điệp này thôi. Thưa sư phụ, gần đây, các khoa học gia đã công bố hình ảnh phân cực của lỗ đen M87. Hiển thị từ trường của nó trông giống như những đường sọc hoặc vòng tròn vàng kim. Tiến sĩ Andrew Chell, một thành viên của nhóm cộng tác Event Horizon Telescope, cho biết những hình ảnh phân cực mới công bố là chìa khóa để hiểu làm thế nào từ trường cho phép lỗ đen ăn vật chất và phóng những luồng sóng mạnh mẽ. Sư phụ có thể cho chúng con biết ý nghĩa của những từ trường này của lỗ đen. Những sọc vàng là mới. À, không hoàn toàn mới, nhưng họ chỉ mới phát hiện ra gần đây. Đó là đường sọc. Thực ra nó được củng cố thêm. Đây là con đường cứu hộ cho những linh hồn từ địa ngục. Hay quá! Đó là một vùng giải cứu. Một từ trường đặc biệt để giải cứu và để giúp chúng sinh trong địa ngục. Hay quá! Không có nó, không ai thoát được. Không gì có thể thoát khỏi lực hút của lỗ đen. Ôi chao! Bất cứ gì vào đó chỉ ở lại trong đó. Vì vậy, phải có vòng cân bằng này. Một nửa vòng hoặc các sọc nửa đường để đối trọng với lực của lỗ đen. Vì hố đen là địa ngục. Và bất cứ ai gây rắc rối, thậm chí một ngôi sao lớn hoặc tinh cầu lớn gần đó sẽ bị hố đen nuốt chửng nếu tinh cầu đó không đủ lực để đối kháng, như đủ phước báo, đủ đức hạnh để chống lại lực của con quái vật này. Chúng ta có nhiều hơn một lỗ đen, đó mới là vấn đề. Dạ, chào ơi! Ở khắp nơi, sẵn sàng để hút vào bất cứ gì có năng lượng tương tự với lỗ đen. Khi những chúng sinh bên trong một ngôi sao hoặc bên trong một tinh cầu đã làm rất nhiều điều mà không cao cả đạo đức và
công chính cho lắm, thì năng lượng của ngôi sao đó hoặc tinh cầu đó sẽ dần dần trở nên ngày càng tương tự với năng lượng lỗ đen. Rồi thì đồng thanh tương ứng và sau đó lỗ đen sẽ cho là tinh cầu đó thuộc về nó. Đây là một điều rất đáng sợ, không cần nói về nghiệp hoặc giáo lý Phật giáo, không cần gì cả. Quý vị có thể thấy qua chứng cớ và bằng chứng khoa học. Chỉ là các khoa học gia có lẽ không biết rằng lỗ đen là lực của tối tăm của địa ngục. Và có lẽ họ không phát hiện rằng bất kể tinh cầu hoặc ngôi sao nào có năng lượng tương tự như lỗ đen thì sẽ bị lỗ đen ăn trọn, xé nát và nuốt chửng. Điều đó có lẽ các khoa học gia không thể chứng minh bằng các phương tiện vật chất. Chỉ người phát triển tâm linh mới biết mọi điều này. Vì trước giờ chưa có ai giải thích điều này cho bất kỳ ai. Quý vị là những người đầu tiên nghe về điều này trong toàn cõi vũ trụ. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Cảm ơn sư phụ, tuyệt quá. Thưa sư phụ, trong bản tin gần đây, có một báo cáo về một hiện tượng tự nhiên ở nước Úc, nơi có một cái hồ đôi khi tạo ra hình ảnh của cây sự sống. Điều này xảy ra khi những cây trà gần đó thải dầu vào nước, làm cho màu nước tối đen và các kênh thoát nước vào hồ tạo ra một hình dạng giống như một cây sự sống khổng lồ. Có một số hình ảnh tuyệt đẹp được chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Thưa sư phụ, ngài có biết hiện tượng tự nhiên này có ý nghĩa gì không ạ? Quý vị thấy đấy, mỗi cây, hầu hết các cây, có một số vị thần sống cùng với cây, trở thành linh hồn của cây hoặc thần cây. Vì vậy, những cây trà này có những vị thần, và những vị thần này rất nhân từ. Ông dùng lực lượng của mình, tất cả lực lượng mà ông có để vẽ cây này trên mặt hồ bằng cách dùng dầu của cây trà. Hay quá! Ồ chà, hay quá! Để vẽ cây sự sống như thế, quý vị có thể thấy đó là một hiện tượng không giống như một điều tự nhiên rằng cây trà chỉ chảy ra dầu cây và sau đó trở thành nét họa quá hoàn hảo như bức tranh. Chi tiết thật rõ ràng. Dạ thưa sư phụ, điều này để tiếp tục cảnh báo chúng ta. Ồ phải, tôi có đây. Vị thần của cây trà vẽ trong nước cây sự sống để nhắc nhở con người đừng hủy hoại chính mình. Và tôi đã nói ở đây, ý tưởng tuyệt vời. Tôi ca ngợi vị thần cây có ý tưởng tuyệt vời. Tất nhiên, cây sự sống tượng trưng cho sự sống và vị thần muốn nhắc nhở chúng ta đừng phá hủy đời sống, bởi vì nếu phá hủy đời sống khác thì chúng ta cũng phá hủy chính đời mình. Nếu chặt đốn cây cối cung cấp cho chúng ta oxy và bóng mát và giữ đất vững chắc để không bị xói mòn. Và rất nhiều điều mà cây có thể làm. Và nếu chúng ta tiếp tục chặt đốn cây cối chỉ để nuôi động vật rồi giết cả động vật nữa, thì đời sống chúng ta cũng sẽ bị đe dọa. Dạ thưa sư phụ, hầu hết con người không nghe được cây cối nói, không nghe được chư thần xung quanh. Họ luôn cố gắng nói với chúng ta nhiều điều, động vật cũng vậy. Mỗi khi tôi có thời gian ngồi xuống và nghĩ về con người, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều bị điếc, mù, câm. Chúng ta không biết bất cứ gì và còn xem thường động vật. Họ vốn rất thông minh, rất hướng nội, rất câu thông với đấng thiêng liêng. Ngay cả cây cối cũng phải tiết ra bất cứ loại dầu nào họ có để dạy con người trở thành người quản gia tốt hơn của địa cầu. Chứ đừng sát hại sinh mạng, đừng hủy diệt môi trường hoặc động vật khác, bởi vì đó nghĩa là chúng ta giết chính mình. Thông điệp là nhắc nhở con người đừng hủy hoại chính mình. Thành ra thần cây đã vẽ cây sự sống quá hoàn hảo. Hoàn hảo và chính xác, thậm chí hơn cả chúng ta vẽ bằng bút mực. Dạ thưa sư phụ, thật tuyệt diệu. Hoàn hảo như do máy tính thực hiện, quá chi tiết, quá hoàn hảo trong từng nét nhỏ. Vì vậy, có nghĩa chính xác rằng đừng phá hủy sự sống. Chúng ta chặt cây, sát hại động vật, tất cả điều này là những hoạt động hủy diệt chính mình. Giá của thực phẩm chưa bao giờ cao như vậy, bởi vì chúng ta đang thiếu hụt lương thực và phá hủy môi trường tự nhiên và giết ong bằng thuốc trừ sâu.
và cũng do đại dịch vào lúc này. Điều này dẫn đến điều kia, mọi thứ dường như dán vào đời sống con người ngay bây giờ. Thật sự muốn hủy diệt loài người. Nên ngay cả tôi làm việc với thiên đàng để đặt khu vực cứu hộ ở đó, giống như một trại tị nạn bên ngoài lỗ đen. Đó là dành cho các chúng sinh địa ngục, bất cứ ai có thể tới đó. Chỉ một sát na nhớ tới Thượng Đế, hoặc nhớ đến Chư Thánh, hoặc ăn năn, hoặc kêu cứu, thì chúng tôi có thể dùng chiếc bè đó đưa họ đến khu vực cứu hộ. Cảm ơn sư phụ, hay quá. Rồi từ từ, tất nhiên, đưa họ lên các cõi thiên đàng cao hơn. Nghiệp là một thứ đáng sợ. Tôi không ước cho bất kỳ ai trở lại đời sống này bao giờ. Không bao giờ nữa. Tâm tôi chúc điều tốt đẹp nhất, điều ước tốt nhất trong lòng tôi là tất cả mọi người đều được giải thoát khỏi thế giới bóng này. Đó là điều tôi muốn. Không muốn gì khác hết. Tôi không ước muốn điều gì khác, tôi đã bảo thiên đàng rồi. Dù tôi phải bị trừng phạt và ở lại đây hoàn toàn một mình, hoặc trong địa ngục ở đâu đó, nhưng tất cả người khác, gồm mọi động vật, đều được giải thoát. Tôi rất sẵn lòng làm điều này vô hạn lần. Và thiên đàng biết điều đó, và quý vị là nhân chứng của tôi. Kính thưa sư phụ từ bi nhất, không ngôn từ nào có thể diễn tả ước muốn sâu đậm trong lòng Ngài làm chúng con cảm động thế nào. Khiến chúng con khiêm cung trước lòng từ bi và tình thương vô hạn của Ngài dành cho mọi chúng sinh. Chúng con cầu nguyện chúng sinh địa cầu mau thức tỉnh khi tất cả chúng ta đoàn kết để khẩn trương đạt được thế giới thuần chay, tràn đầy sự cao quý và lòng nhân từ chân chính. Cầu mong sư phụ luôn được các thiên đế hùng mạnh và tất cả cõi thiên đàng cao đẳng bảo vệ, cũng như được an khang và bình yên tuyệt đối. Để xem toàn bộ buổi hội thảo này của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, mời quý vị đón xem trong tiết mục giữa thầy và trò vào một ngày gần đây.